Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả. Và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 13 tháng 8 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác năm em chim khủ bồi lỡ, trong đó thì có một em chim mãi và bốn em chim trọng nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Bác nào mà ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Bây giờ thì em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủ bạc mã mãi mang mã số 4023. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi và chim thì đã kích trọng cực kỳ tốt luôn rồi nhé. Con này lúc mà kè chim trọng vào thì nó xòe cái đuôi ra, nó còn lên đuôi rất là dâm nữa đấy các bác ạ. Các bác bắt con này về kích trọng hay là về thả vi ghép sinh sản đều ok hết nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài, chim không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bạn, cái phí của con này là 600 ngàn nhé. 600 ngàn cho em khủ bạc mã mãi mang mã số 4023. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủ bạc mã mang mã số 4024. Con này thì mới về chỗ em Tài được tầm khoảng vài chục hôm thôi, nhưng mà con này nó hót máu mồm lè miệng cực kỳ các bác ạ. Bác nào ở gần thì có thể ghé xem nhé. Ghé xem trực tiếp thì nó sẽ hót chơi cho tất cả các bác cùng xem luôn đấy. Tại vì con này thì em Tài thấy đa phần giờ nào chim của em Tài hót lên thì nó cũng sẽ hót chơi hết đấy. Một chú chim nếu mà như căng lên đủ lửa, sóng lông nữa thì nó sẽ chơi đuôi cạnh cực kỳ mạnh nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá con chưa được đẹp đâu, nó còn thiếu lông đuôi, lông người nữa. Các bác bắt về chăm thêm giúp em Tài nhé. Được cái con này đang thay lông mà chơi cực kỳ tốt luôn, nó chưa có lửa đâu. Con chim mà mình thay lông thì nó rất là yếu lửa luôn, mà nó chơi suốt rồi. Đa phần thì giờ nào em Tài cũng thấy chơi hết đấy. Nếu như mà căng lên đủ lửa, sóng lông này thì cái bản đuôi sẽ có xòe lá vả và sẽ có mũ cạnh nữa cho tất cả các bác nhà mình nhé. Một chú chim hót hay máu mỏ cực kỳ luôn đấy. Căng lên thì có chơi đuôi cạnh nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim mới về được tầm khoảng vài chục hôm thôi nên sẽ chưa được dàn đâu nhé. Các bác xách lông thì nó sẽ còn nhảy nhè đấy. Bác nào mà bắt con này về chăm lông chăm lửa lên thì tương lai cực kỳ ngon luôn. Tại vì đang thay lông mà nó chơi như vậy á thì lúc mà sóng lông đủ lửa thì nó chơi như nào là các bác biết rồi nhé. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì đâu. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1,7 triệu thôi để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Con này cực kỳ ngon lành luôn đấy, cho nên bác nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì sẽ mất nhé. Tại vì con này nó chơi rất chính là ok luôn. Bác nào ở gần thì nên ghé xem trực tiếp nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủ bạc mã mang mã số 4025. Con này thì nó cũng hót hay máu mỏ cực kỳ luôn các bác ạ. Các bác nam ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp để xem em nó chơi trực tiếp luôn nhé. Còn bác nam ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác đấy. Con này mà căng lên đủ lửa thì sẽ chơi đuôi cạnh cực kỳ ác luôn. Một chú chim bồ khả tượng tả cao câu, chân cẳng dài đòn, rất chí là trường chim nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật đẹp đâu. Con nào nó cũng vậy thôi các bác ạ. Con này thì còn thiếu lông đuôi, lông người này kia nữa. Một chú chim mà rất chí là lì đòn và cực kỳ dữ tợn luôn đấy. Cái mỏ dưới mỏng dính như lá lũ luôn nhé. Bác nào mà bắt con này về thì sẽ không có chế được đâu. Tại vì con này em Tài thấy nó chơi suốt rồi. Nó cứ lai dai tối ngày vậy đấy. Nó sáng nó cũng chơi mà trưa nó cũng chơi, chiều nó cũng chơi. Tối em Tài bật đèn lên em Tài cũng thấy nó cũng hót chơi luôn đấy các bác ạ. Bác nào mà bắt con này về chơi thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì mới về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng thôi. Con này thì xách lông vẫn còn nhảy nhẹ một chút rất là ít nhé. Nhưng mà chim khủ
thì rất chỉ là nhanh dàn luôn. Các bác về nuôi tầm khoảng nửa tháng cho nó quen nhà quen chủ là nó tỉnh lòng liền đấy. Bác nào bắt con này về chơi thì sẽ không có chế được đâu nhé, tại vì nó chơi liên mồm lè mò hót rất chỉ là nhiều dòng kẹo chép rất chỉ là hay nhé. Bác nào bác thì có thể liên hệ em Tài nhé, chiếm không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là của con này là 1,8 triệu thôi. Một chú chim hót mua đuối cảnh cực kỳ mạnh luôn và rất chỉ là lè miệng máu mồm nhé. Bác nào bác thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã mang mã số 4026. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi và chim thì đã tương đối tĩnh lòng rồi đấy các bác ạ. Các bác chỉ cần bắt về treo lên chỗ yên tĩnh thì qua ngày hôm sau là em nó sẽ hót chơi liền nhé. Thậm chí là có thể là nó sẽ hót chơi liền lúc các bác mang về một chút xíu đấy. Chim thì có hai tách mã trắng kìa, đẹp cực kỳ nhé. Con này thì có màu lông húng đỏ, lai lai da bò nhé. Bác nào mà ứng cái dòng hơi hơi lai da bò như vậy ấy thì có thể liên hệ em Tài nhé. Đó, các bạn thấy không ạ, cái màu lông của con này lúc mà phơi rửa nặng á thì nó sẽ nhìn rất là đẹp nhé. Một chú chim rất là ok đấy. Con này có hai tách mã trắng nhìn hết hồn luôn, hai tách mã trắng to bự phồng lên như hai cục bông gòn luôn các bác ạ. Quả yểm thì rất là đen đầm và bó tròn đều cực kỳ nhé. Con này thì ở trên mũi còn bị chây một chút rất là ít thôi, cái này không có nhằm nhò gì đâu nhé. Bác nào mà bắt con này về chơi sẽ không có chế được đâu, tại vì nói về cái màu lông thì nó cũng rất là đẹp luôn, nó húng húng lá da bò nhá. Còn nói về cái tố chất thì con này cũng có chơi đuôi cảnh đấy, nó hót mũ này, lên đuôi này, bản cảnh nhấp cảnh ruồi như vậy ấy, thì 100 con là sẽ mũ 100 con nhá. Con này thì nhìn ngoài nó còn đẹp hơn cả trong video rồi đấy. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chứa được thật hoàn thiện nhé. Các bác bắt về chăm thêm giúp em Tài nhé, được cái chim đã chơi cực kỳ tốt luôn rồi đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chú chim bồ khả và không có tật lỗi gì đâu. Bác nào mà ứng cái dòng lái da bò thì có thể tham khảo con này nhé. Con này thì rất là tổ chất hót mũ cực kỳ ạt luôn đấy. Chim thì em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1,9 triệu thôi. 1,9 triệu để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào mà ứng cái dòng lái da bò thì không nên bỏ lỡ qua con này nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Và cuối cùng là một em khựu bạc mã mang mã số 4027. Con này thì phải nói là vip cực kỳ các bác ạ. Nói về cái dòng hot cũng rất là vip, cái tốc độ chơi cũng cực kỳ vip, cái đồ máu mỏ cũng cực kỳ vip, mà cái bản cảnh và múa đuối múa cảnh thì cũng cực kỳ vip luôn nhá. Tại vì sao lại nói như vậy ạ? Tại vì là em Tài đã nuôi được con này tầm khoảng 1,5 tháng rồi, mà đa số giờ nào nó cũng hót chơi được hết đấy. Bác nằm ở gần này, ghé bất cứ giờ nào nó cũng sẽ chơi cho tất cả các bác cùng xem nhé. Các bác mà ghé buổi tối thì em Tài cũng sẽ kích lên cho nó hót chơi cho tất cả các bác thấy được luôn đấy. Một chú chim có màu lông húng đỏ lái da bò nhé. Nhìn ở trong video tại vì nó có cái ánh nắng, các bác thấy ánh nắng á, nó chiếu vào á, nên mình nhìn không có được rõ cái màu lông của con này nhé. Những cái màu lông của con này là màu lông húng đỏ lái da bò, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Lúc mà phơi rửa nắng á, nó nhìn đẹp cực kỳ luôn đấy các bác ạ. Với lại được cái con này hót lè mồm lè miệng cực kỳ, hót thấy máu mỏ kéo chép, nghe nó phê cực kỳ nhé. Với lại chim thì căng lên là sẽ chơi đuôi cảnh, bản đuôi là có xòe, bản cảnh giá thì phải nói là cực kỳ rồng cho tất cả các bác đấy. Em Tài đã tần mắt thấy con này bản cảnh giá được tầm khoảng 70-80% rồi đấy các bác ạ. Các bác bắt con này về chơi sẽ không có chế được đâu nhé. Giờ nào nó cũng sẽ chơi được cho tất cả các bác ở chỗ em Tài này. Nếu như các bác ghé xem thì sáng sớm nó cũng chơi nè, lỡ buổi nó cũng chơi, trưa hay là chiều hay là tối nó đều chơi được hết cho tất cả các bác cùng xem đấy. Bác nào mà ứng cái dòng lái da bò mà ở gần nữa thì nên ghé xem trực tiếp, tại vì xem trực tiếp á thì mình sẽ nhìn được thực tế một chú chim như thế nào, rồi cách chơi bóng bồ mình coi được hết nhé, màu lông mình cũng thấy được hết luôn đấy các bác ạ. Còn bác nào ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc nhé. Ở trên video này em Tài bảo như thế nào á thì chắc chắn là sẽ được như vậy hoặc là hơn nhé, sẽ không bao giờ có dưới. Bác nào mà giao lưu chim bên em Tài rồi á thì các bác cũng đều biết được là em Tài nói
em tài giới thiệu về một chú chim nó chuẩn như thế nào nhé. Các bác bắt con này về sẽ không có chê được đâu. Chim thì bồ khá và không có tật lỗi gì đâu các bác ạ. Ở trên cái mũi của con này còn bị chây một chút rất chí là ít nhé. Các bác bắt con này về sẽ không có chê được đâu. Nói về tốc độ chơi, giọng hót, màu mỏ, màu lông, cách chơi đều không chê được nhé. Con này em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí hiện tại là 2,7 triệu thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Bác nào nhanh tay tuyển con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Một chú chim không chê được đâu, ở gần các bác nên ghé xem nhé. Hôm nay thì em tài lại tiếp tục lên được 5 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cốt rất chí là cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình chụp em tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh cũng như là hàng cảm của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.